Chị dâu không tò mò. Người bạn cũ mà tôi đang nói đến là ai sao? Có liên quan gì đến tôi? Nếu cậu muốn tranh giành tài sản của Cố gia, vậy thể hiện bản lĩnh thật sự của mình đi. Đừng làm mấy chuyện không đứng đắn nữa. Đúng vậy, tôi nên học hỏi theo vị nữ đế đã tranh giành ngôi vị khi đó, học hỏi lòng can đảm và chiến lược của cô ấy. Tô Tuyết Cầm, tôi biết bí mật của chị. Cố Thiên Sơn, tôi cảnh cáo cậu, đừng chọc vào tôi. Nếu không thì sao? Xử tôi sao? Cho dù tôi không xử cậu, thì cũng có cách để hành hạ cậu. Bệ hạ, gần đây sống ra sao? Vẫn tốt chứ? Sao bệ hạ không nói gì hết? Tôi không phải là bệ hạ gì cả. Bệ hạ, đừng giả vờ nữa. Ở trong một thế giới khác, người lại gặp được thân, không phải nên thấy vui hay sao? Tôi không biết cậu đang nói cái gì cả. Người không hiểu sao, Tô Tuyết Cầm? Chồng ơi, anh xem cậu ấy. Anh xem em trai anh kia. Vừa rồi cậu ấy chặn em ở cửa, không cho em đi. Chắc chắn cậu ấy muốn làm gì em đó. Anh hai, chắc là chị dâu hiểu lầm rồi. Tôi chỉ là muốn nói chuyện với chị dâu thôi. Tôi hiểu lầm sao? Tôi cũng đâu có thân với cậu lắm. Cậu muốn nói gì với tôi chứ? Biến. Đứng lại. Cố Thiên Sơn, tôi cảnh cáo cậu, Tô Tuyết Cầm không phải là người cậu có thể động vào. Hiểu rồi. Anh hai, bị dọa sợ sao? Không có. Em trai của anh có vẻ không được bình thường. Trước đây Cố Thiên Sơn tính cách rất ngoan ngoãn, không biết vì sao đột nhiên biến thành như vậy. Dù sao cô cũng nên tránh xa cậu ta ra. Ông nội gọi cô đấy. Chúng ta đi. Sao vậy? Ông nội nói bảo tôi xem anh như nam sủng. Đỡ tôi đi. Tô Tuyết Cầm, cô coi tôi như thái giám phải không? Tôi, nhìn tôi làm gì? Trên mặt tôi có hoa sao? Không có. Cố Gia Thành, nếu như, ý tôi là nếu như tôi thật sự là nữ đế, thì anh có muốn làm nam sủng của tôi không? Được đó. Thật sao? Tôi sẽ xử lý cô, nữ đế mê đắm sắc đẹp của nam giới, sau đó tự xưng làm vua. Anh không làm được đâu. Tuyết Cầm, đây, ông nội tặng cháu một món quà. Ông nội, đây là vòng ngọc mà mẹ để lại cho mình mà. Đây là vòng ngọc của nữ đế. Có tin đồn là di vật của mẹ nữ đế đã tặng cho cô ấy đấy. Cảm ơn ông nội, cháu rất thích nó. Cháu thích là được rồi, hãy đeo vào đi. Cháu đấy, rất có duyên với nữ đế. Ông nội sẽ cho cháu xem cái này. Người phụ nữ trong bức tranh này sao giống Tô Tuyết Cầm thế? Sao lại giống thế này? Người trong bức tranh này chính là nữ đế, cũng là người mà Cố gia ông qua rất nhiều thế hệ đều vô cùng kính trọng. Kính trọng sao? Tổ tiên của Cố gia là nam sủng mà nữ đế yêu thích nhất. Mặc dù ông ấy không có con cái, nhưng ông ấy đã nhận nuôi rất nhiều trẻ mồ côi. Ông ấy đã dặn dò phải tôn kính nữ đế từ thế hệ này qua thế hệ khác. Sao trước đây cháu không biết thế? Giờ cháu biết rồi đấy. Tuyết Cầm, cháu và nữ đế rất giống nhau. Còn cả nét nhăn mày và nụ cười của cháu bây giờ, còn có khí chất, phong thái
đều giống hệt nữ đế vậy. Gia Thành cưới được cháu là phúc ba đời của nó. Không thể hiểu nổi. Hôm nay các cháu cứ ở lại đây, cháu phải phục vụ Tuyết Cầm cho thật tốt đấy. Không thể nào. Cháu, ông nội, ông yên tâm, nhất định cháu sẽ dạy dỗ anh ấy thật tốt. Tô Tuyết Cầm, cô tính dạy dỗ tôi thế nào đây? Như này có được không? Để hôm nay tôi cho cô biết rốt cuộc ai mới là người dạy ai. Được thôi, đi ngủ. Ngày mai anh nhất định phải đi gặp bác sĩ. Đi. Tô Tuyết Cầm, tôi có cách quay về cổ đại. Xuống dưới nhà đi. Cố Gia Thành. Này Cố Gia Thành, rốt cuộc cậu là ai? Cuối cùng chị cũng thừa nhận thân phận của mình rồi. Bây giờ tôi là Tô Tuyết Cầm. Tô Tuyết Cầm sao? Bệ hạ, sao lại sợ thần như vậy? Không giống người gì cả. Đương nhiên là sợ rồi, bây giờ không có ai bảo vệ ta cả. Nói đi, mục đích cuối cùng của ngươi là gì? Mục đích của thần chính là đưa người trở lại thời đại của chúng ta. Bệ hạ, bách tính không thể sống mà thiếu người đâu. Nữ đế Tô Tuyết Cầm đã băng hà rồi, nhưng Cố Gia Thành ở thời đại đó vẫn còn sống đấy. Người nỡ bỏ anh ấy một mình ở đó sao? Không thể nào. Rõ ràng anh ấy đã ra đi trong vòng tay ta. Bệ hạ, nam sủng của người vẫn đang chờ người đó. Quay về với thần, được chứ? Sao ta lại phải tin ngươi? Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi không cần biết thần là ai đâu. Cố Gia Thành của hiện tại không phải là nam sủng trước đây của ngươi. Người bệ hạ yêu vốn dĩ không phải anh ấy. Anh chưa ngủ sao? Tôi đã bảo cô tránh xa cậu ta rồi mà. Cố Gia Thành đã chặn nhát đao cho mình. Thật sự vẫn còn sống sao? Tô Tuyết Cầm, không chịu nghe lời tôi, phải không? Sao tôi phải nghe lời anh chứ? Anh là cái thá gì? Tôi là cái thá gì sao? Tôi là chồng cô. Bệ hạ, đừng sợ, thần sẽ bảo vệ người. Đi đâu đó? Ăn anh xong, giờ muốn bỏ đi sao? Em đi làm. Sao vậy? Anh không dậy nổi sao? Vậy anh nghỉ thêm đi. Em đi trước đây. Anh không dậy nổi sao? Em đứng đó, chúng ta thử lại xem. Chúng ta đã ngủ với nhau rồi sao? Nhưng mà cảm giác này cũng thích thật. Đúng rồi, doanh thu gần đây của cửa hàng đồ cổ thế nào? Cố tổng, cửa hàng đồ cổ của thiếu phu nhân bán được 30 triệu. Nghe máy đi. Cái gì? Mau cứu người đi. Cứu thiếu phu nhân. Cố tổng,
cửa hàng đồ cổ của thiếu phu nhân bị người ta qua đập phá. Tổ Tuyết Cầm sao rồi? Thiếu phu nhân, cô ấy. Chỉ cần vào đêm trăng tròn, trong lúc hỗn độn nhất, lấy được máu của chị và Cố Gia Thành, là tôi có thể quay trở lại cái thời đại mà tôi được ở trên vạn người rồi. Cố tổng, thiếu phu nhân đang nằm ở phòng này. Chị dâu không bị sao cả, chỉ là vết thương ngoài da, đầu bị chấn thương nhẹ thôi. Bác sĩ nói rồi, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Sao cậu lại ở đây? Tôi sao? Tôi tình cờ đi ngang qua cửa hàng đồ cổ của chị dâu, sau đó tình cờ thấy chị dâu xảy ra chuyện. Tình cờ sao? Cố Thiên Sơn, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu muốn lấy tài sản của Cố gia thì cứ nhắm vào tôi. Còn nếu cậu dám đụng đến Tô Tuyết Cầm, cậu cứ thử xem. Tuyết Cầm, vậy nếu tôi muốn lấy mạng của Tô Tuyết Cầm thì sao? Cậu nói cái gì? Anh có biết chị ta là ai không? Là vợ tôi. Cố Gia Thành, anh đừng nói với tôi, đã lâu như vậy anh vẫn không phát hiện ra sự khác thường của Tô Tuyết Cầm đấy chứ. Cậu muốn nói cái gì? Xem ra có vẻ như anh đã phát hiện ra rồi, chỉ là bản thân anh không dám đối mặt mà thôi. Được, vậy để tôi tiết lộ sự thật cho. Trong người của chị ta tồn tại một linh hồn khác. Cậu bị điên rồi sao? Tôi điên rồi. Cố Gia Thành, tôi nói cho anh biết, Tô Tuyết Cầm chính là nữ đế trong lịch sử đó. Còn anh, anh cũng chỉ là một người giống hệt với nam sủng trước đây của chị ta. Từ đầu đến cuối, anh chỉ là người thay thế mà thôi. Anh trai, chị ta chính là quái vật. Để tôi lấy mạng chị ta, đảm bảo an toàn cho Cố gia. Cố Gia Thành, chị ta là, cô ấy là vợ tôi. Anh, biến đi cho tôi. Các người đừng đắc ý. Không bao lâu nữa, tôi sẽ xử lý các người thôi. Tỉnh rồi sao? Anh do dự rồi. Trước khi hắn rút dao ra, anh đã do dự rồi. Tại sao anh lại do dự? Hắn muốn lấy mạng em đấy. Không phải vẫn còn sống đấy sao? Cố Gia Thành, nếu như anh muốn ly hôn, trả hết tiền rồi nói chuyện ly hôn sau. Đầu con bị sao vậy? Không cẩn thận va phải thôi ạ. Mẹ ơi, mẹ đưa cái này cho Gia Thành giúp con. Con còn biết viết chữ bằng bút lông sao? Cái này là gì thế? Chưa trả tiền xong mà muốn ly hôn sao? Anh, Tô Tuyết Cầm đã buông tha cho anh rồi. Cái gì? Tô Tuyết Cầm ly hôn với con sao? Cái này có là gì chứ? Không có bất kỳ hiệu lực pháp lý nào cả. Tô Tuyết Cầm lợi dụng xong rồi muốn bỏ đi sao? Không được, con đi tìm Tô Tuyết Cầm về đây cho mẹ. Không tìm được thì con cũng đừng về.
Tìm cái gì chứ? Em sẽ gọi cho Vivi. Con đó, con cũng đi tìm đi. Vẫn chưa tìm thấy sao? Mau đi tìm cho tôi. Cô ấy có thể chạy đi đâu được chứ? Cố tổng, tôi đi tìm đi. Vâng. Cố tổng. Lại sao nữa? Tìm thấy thiếu phu nhân rồi. Ở đâu? Thiếu phu nhân đang tìm việc làm. Cô ấy đã gửi hồ sơ đến bộ phận nhân sự của chúng ta rồi. Vậy thì tuyển dụng đi. Còn đợi cái gì nữa? Trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc của thiếu phu nhân không đạt tiêu chuẩn tuyển dụng. Vậy thì cậu hạ thấp tiêu chuẩn tuyển dụng lại đi. Nhất định phải tuyển cô ấy. Vâng. Đàn ông khi yêu vào thật sự quá đáng sợ. Nhớ kỹ, đừng để cô ấy biết thân phận của tôi. Vâng. Khoan đã. Không phải trước đây Tô Tuyết Cầm đã từng gặp cậu rồi sao? Đúng vậy. Như vậy đi, bên chi nhánh công ty kia còn thiếu một tổng giám đốc. Cậu qua đó đi, vị trí trợ lý để Tiểu Lâm đảm nhiệm. Vâng. Thiếu phu nhân, cô là thần hộ mệnh của tôi đấy. Trợ lý Lâm, hôm nay là ngày đầu cô đến công ty, chào mừng gia nhập. Đó là vị trí làm việc của cô. Có gì thì cứ liên hệ với tôi. Đó không phải bình hoa được phá lệ để tuyển vào sao? Cô ta đúng là xinh đẹp thật. Ngoại hình đẹp thì có tác dụng gì chứ? Không phải cũng chỉ là đồ vô dụng thôi sao? Cô có thể nhỏ tiếng chút không? Cô không thấy là ai dắt cô ấy đến sao? Đó là trợ lý Lâm, trợ lý của chủ tịch đấy. Tôi sợ gì chứ? Tôi không dựa vào việc quyến rũ đàn ông mà leo lên vị trí này đâu. Có thể cho tôi mượn cái khăn đó không? Được. Nhìn mặt cô ta kia, lớp phấn dày cỡ này cũng là nhờ trang điểm mới có được nhan sắc đấy. Không như tôi. Cô làm gì đấy? Nói xấu sau lưng ai vậy? Cô không sợ tôi lấy đá chọi đầu cô sao? Tôi cảnh cáo cô, bây giờ là xã hội pháp chế, cô đừng có mà làm loạn. Vậy thì tiếc quá, không lấy đá chọi cô được rồi. Sao mình nhìn ai cũng giống Cố Gia Thành hết vậy? Thật đáng ghét. Khi nãy cô ấy có nhìn thấy tôi không? Hình như nhìn thấy rồi. Tô Tuyết Cầm, đến phòng làm việc của tôi. Làm bộ làm tịch, chỉ là dựa vào đàn ông để trèo cao. Đồ không ra gì. Nhỏ tiếng chút, chắc chắn cô ta không hề đơn giản. Cô xem chủ quản kia, cả một buổi sáng không sắp xếp công việc gì cho cô ta hết. Tô Tuyết Cầm, cô làm gì vậy? Vui lòng đánh răng trước khi đi làm. Răng vàng miệng thối khiến người ta buồn nôn mà. Cô dám làm thì tôi dám nói. Đồ không ra gì. Đuổi việc cô ta cho tôi. Nói cô ta phỉ báng người khác. Tôi sẽ làm ngay. Tôi biết sau lưng cô có người chống lưng, nhưng làm việc dưới trướng của tôi vẫn nên an phận chút đi. Tôi không an phận sao? Công ty thuê cô vào không phải nơi để cô câu cá. Câu cá gì? Cá ở đâu? Cái
Tôi đùa với cô chút thôi. Yên tâm, anh đây không phải là người xấu. Nói đi, một đêm với trợ lý Lâm bao nhiêu tiền? Anh đây cho cô gấp đôi. Đừng ngại mà, nói đi, 10.000 hay 20.000 đây? Thân thể này của tôi là thứ mà loại hạ đẳng như anh có thể động vào sao? Con bộ này đã thế này rồi còn làm giá sao? Không phục hả? Xem ra tôi còn nhẹ tay quá nhỉ. Có chuyện gì sao? Cứu tôi với. Cô cứ tiếp tục đi. Cứu anh sao? Cái loại háo sắc như anh không biết đã làm hại bao nhiêu cô gái rồi. Trợ lý Lâm, cứu tôi với. Cứu tôi. Cô xem hắn có giống đầu heo không? Cô quyến rũ tôi không được. Còn dám đánh tôi? Tôi quyến rũ anh sao? Anh mà xứng hả? Nếu bây giờ không phải xã hội pháp trị, tôi đã cho anh ngũ mã phanh thây lâu rồi. Cô trợ lý Lâm, anh phải tin tôi, là cô ta dụ dỗ tôi. Vậy sao? Vậy sa thải đi. Tô Tuyết Cầm cũng tội nghiệp quá đi mất, bị dở cho còn bị sa thải nữa. Một bàn tay không thể vỗ thành tiếng. Nếu cô ta không có ý gì, anh ta có thể xuống tay sao? Tô Tuyết Cầm, con đàn bà điên này, một bàn tay vỗ thành tiếng rồi đấy. Cô sắp bị sa thải rồi, còn hoang hoang như vậy. Sa thải thì sa thải thôi. Tô tiểu thư, người tôi muốn sa thải không phải cô. Không phải tôi sao? Cô, còn cả anh nữa, cút đi. Trợ lý Lâm ơi, tôi đâu có làm gì sai đâu chứ. Sao lại sa thải tôi hả? Đúng vậy, tại sao lại sa thải chúng tôi? Có cần tôi cho các người xem lại camera giám sát không? Còn ở đây, thắc mắc gì nữa hả? Ra mặt dày vừa thôi. Trợ lý Lâm, ngầu đấy. Để cô chê cười rồi. Cô về làm việc đi. Trợ lý Lâm, cái ghế này có chút không thoải mái. Trợ lý Lâm, tổng giám đốc tìm anh. Cố tổng, anh tìm tôi. Trợ lý Lâm, ngầu nhỉ. Cố tổng, tôi thật sự có chút. Thật sự cái gì? Cố tổng, anh mới là ngầu nhất. Đúng rồi, thiếu phu nhân nói cái ghế ở văn phòng của cô ấy có chút không thoải mái. Đổi toàn bộ ghế trong bộ phận của cô ấy đi. Đổi loại đắt nhất. Vâng. Ngầu sao? Cố Gia Thành đáng ghét. Đều tại anh, khiến tôi không có nhà để về. Là em tự chạy ra ngoài mà. Cũng đâu phải là anh đuổi em đi. Em đã cho anh vào lãnh cung rồi. Lãnh cung sao? Đã là thời đại nào rồi? Còn có lãnh cung sao? Pháp luật quy định, hiện tại em là vợ anh. Về nhà với anh. Em không về đâu. Em vô duyên vô cớ, tức giận cái gì chứ? Không liên quan đến anh. Không liên quan sao? Vợ của anh ơi, về nhà đi được không? Tuyết Cầm này, cô đặt trà sữa không?
trà sữa. Khoan đã, hôm nay tâm trạng rất tốt, tôi chi tiền. Mời tất cả mọi người. Cảm ơn Tuyết Cầm. Đây này, đặt thoải mái đi, tôi mời. Tạ chủ Long Ân. Hoàng thượng, sao người lại vui thế hả? Xem đi, chồng tôi cuối cùng cũng thông suốt rồi. Trong nhà có một kẻ ấu trĩ, kể ra cũng vui lắm. Cô kết hôn rồi sao? Ông chủ, hai phần mì thịt bò. Được, tới ngay đây. Không ngờ Cố Tổng cũng sẽ đến những tiệm ăn nhỏ thế này đấy. Mỗi một người thừa kế của Cố gia đều sẽ có thời kỳ khảo hạch. Trong khoảng thời gian này, không có sự giúp đỡ của gia tộc, tự lực cánh sinh. Vào lúc anh nghèo nhất, đều dựa vào món mì mà bản thân tự làm, thêm chút tỏi, sống qua ngày đấy. Cảm ơn. Chính là mùi vị này. Ngon lắm. Anh cho em biết, ăn mì mà không ăn tỏi là giảm độ ngon đi một nửa. Em thử xem. Ngon đúng không? Ngon lắm. Anh ăn cái này rồi, buổi tối không được hôn em đấy. Tô tiểu thư, có nhiệm vụ giao cho cô đây. Nhiệm vụ gì vậy? Đây là đâu vậy? Trợ lý Lâm, chúng ta đến đây làm gì? Ông chủ phái chúng ta đến tham gia buổi đấu giá để mua đồ làm từ thiện. Anh Gia Thành, lâu rồi không gặp. Anh xem, chiếc váy em mặc có đẹp không? Anh Gia Thành, anh đưa em đến buổi đấu giá này, chị Tuyết Cầm sẽ không giận chứ? Sao họ lại ở đây? Sao lại đưa cô ấy đến? Tiêu rồi, anh ấy sẽ không hiểu lầm chứ? Mau chạy thôi. Làm gì vậy? Ông chủ bảo chúng ta mua đồ mà. Nhìn mình làm gì chứ? Chính anh bảo tôi dẫn thiếu phu nhân đi tham gia vài hoạt động thú vị mà. Mua đồ sao? Vậy mà dám đi cùng người phụ nữ đó sau lưng mình. Trợ lý Lâm, lát nữa cho dù cô Khương đó muốn mua cái gì, chúng ta đều cướp hết đi. Được, Tô tiểu thư thích cái gì thì cứ mua hết, ông chủ sẽ trả tiền cho cô. Ông chủ, trả tiền cho tôi sao? Đây là sản phẩm quý giá nhất của buổi đấu giá ngày hôm nay, chiếc váy của công chúa Bắc Châu. Giá khởi điểm là 10 triệu. Anh Gia Thành, em thích chiếc váy này, anh mua cho em đi. Sao tôi phải mua cho cô? Cô là ăn xin hả? Hai mươi triệu. Được, 20 triệu. Có ai ra giá cao hơn không? 30 triệu. Được, giá đã lên đến 30 triệu. 30 triệu rồi, có ai ra giá cao hơn nữa không? 40 triệu. 40 triệu rồi, Cố Tổng ra giá 40 triệu rồi. Cố Gia Thành xấu xa này, anh vung tay cao quá nhỉ. Để xem tối nay em xử lý anh thế nào. 50 triệu. Quý ông này ra giá 50 triệu. 50 triệu rồi. Anh Gia Thành, người đàn ông ngồi bên cạnh chị Tuyết Cầm là ai vậy nhỉ? Có khi nào là im ngay. 80 triệu. Được, 80 triệu rồi. Cố Tổng hảo tâm ra giá 80 triệu. 80 triệu lần thứ nhất. Đấu tiếp không? Không đấu nữa. Không cần nữa. 80 triệu lần thứ hai. Có ai ra giá cao hơn nữa không? Có ai không? 80 triệu lần thứ ba. Đấu giá thành công. Cố Tổng, anh có muốn gửi chiếc váy này đến nhà anh không?
Không cần đâu. Cứ đưa cho cô gái ngồi giữa. Hàng ghế trên cùng là được. Anh Gia Thành, không phải anh mua chiếc váy đó cho em sao? Tô Tuyết Cầm, chiếc váy này là tôi thưởng cho chị đấy. Đồ không biết xấu hổ. Bây giờ tôi đổi ý rồi. Đây là váy mà anh Gia Thành mua cho tôi. Tôi sẽ lấy lại nó. Chị, cô thích sao? Cũng được thôi. Quỳ xuống xin tôi đi. Tôi sẽ thưởng cho. Chị dám sỉ nhục tôi sao? Đồ cặn bã, hôm nay tôi mà không đánh chị thì. Cô Khương, ông Khương có biết cô làm loạn ở đây không? Tôi. Cô Tô, chúng ta đi thôi. Trợ lý Lâm, rốt cuộc thì sếp của anh là ai? Không phải là cố Gia Thành đấy chứ? Còn tưởng sếp của mình là cố Gia Thành chứ? Tô Tuyết Cầm, anh, cái này là ý gì đây? Tô Tuyết Cầm, anh thích. Anh thích em. Tôi có chồng rồi. Thật xin lỗi. Tô Tuyết Cầm, cô có ý gì vậy hả? Một người đàn ông suốt ngày tung tin bậy bạ về phụ nữ, lại nói thích tôi. Đúng là xui xẻo. Tôi thích cô là tôi xem trọng cô. Sao cô lại vứt hoa của tôi đi? Thái độ của cô là gì hả? Tôi đang tỏ tình với cô đấy. Có chồng rồi mới ghê chứ. Cho tôi mượn ly nước. Cô chẳng qua chỉ là tiểu tam được chồng người khác bao nuôi thôi. Biến Tô Tuyết Cầm. Đừng ép tôi phải đánh cô. Lý Đại Hưng, đi với tôi. Tổng giám đốc tìm anh. Cố Tổng, tôi dắt hắn đến rồi. Tổng, Tổng giám đốc, anh tìm tôi sao? Ngồi đi. Anh tìm tôi? Có việc gì vậy? Thưa Tổng giám đốc, Tô Tuyết Cầm là người như thế nào? Cậu có biết không? Tô Tuyết Cầm. Chị Tuyết Cầm. Chị ơi, em sai rồi, chị ơi. Em sai rồi chị, em không nên tung tin đồn rằng chị là người tình của trợ lý Lâm. Em biết sai rồi, anh lùi xuống đi. Tôi không muốn thấy cái bản mặt anh nữa. Không chị ơi, là do mồm em thối. Là tại mồm em thối. Ai cũng biết mồm anh thối mà. Cứ lùi đi, không được. Chị Tuyết Cầm. Tổng giám đốc nói, nếu chị không tha lỗi cho em, anh ấy sẽ đuổi việc em đấy. Chị tha cho em đi mà. Hóa ra Tuyết Cầm là người tình của Tổng Giám đốc sao? Chẳng trách mấy hôm nay cô ta không có gì để làm cả. Thì ra là có Tổng Giám đốc bao nuôi rồi. Tổng Giám đốc nào? Không phải chứ. Tổng Giám đốc của công ty này thật sự yêu thầm mình sao? Vợ ơi, Lúc đó anh chỉ tình cờ gặp Khương Vy Vy thôi. Anh thề là giữa anh với cô ta không có gì cả. Em tin anh. Anh đứng dậy đi. Vợ này, chiếc váy anh mua cho em có thích không? Em thích. Vậy thì tốt. Mấy hôm nay đi làm có vui không? Em chuẩn bị xin nghỉ đây. Tại sao? Vậy em định làm ở đâu? Để anh sắp xếp cho. Hay là em cứ ở nhà thôi. Anh đưa thẻ cho em. Em cứ tiêu thoải mái. Em nghĩ là sếp của em thích em đấy. Không, không thể nào. Sao lại không thể? Mỗi ngày em đến công ty cứ như đến làm bù nhìn vậy. Không xem phim thì cũng không làm được gì khác.
Người ta thuê nhân viên để họ tạo ra giá trị nào đó. Em cứ ở không như vậy thì tạo được giá trị gì cho anh ta? Lỡ như là giá trị tinh thần thì sao? Dù gì thì vợ anh cũng xinh đẹp như vậy mà. Chắc chắn là anh ta thích em. Đừng nói về mấy chuyện này nữa. Thư giãn một chút cũng tốt mà. Không có lo âu. Tốt cho da mặt nữa. Đâu có được. Em còn phải trả tiền cho anh nữa. Tiền của anh cũng là tiền của em mà. Em rạch ròi vậy để làm gì? Không được. Em nhất định sẽ cho anh thấy năng lực thật sự của em. Tài khoản của quý khách cộng thêm 100 triệu. Em lấy đâu ra nhiều tiền thế? Mặc dù tiệm đồ cổ bị phá rồi, nhưng năng lực đánh giá đồ cổ của em vẫn còn. Hôm qua vừa kiếm được 100 triệu đấy. Vợ của anh giỏi lắm. Một người có năng lực như em không nên ở lại công ty này nữa. Cứ như vậy sẽ lãng phí giá trị thật sự của em. Chưa kể anh sếp đó của em, hắn không được. Không được. Cái gì không được? Em nghe đồng nghiệp nói, anh ta không chỉ áp bức nhân viên, mà tính tình anh ta cũng cực kỳ tệ nữa. Gặp ai là làm khó người ấy. Tác phong của anh ta cũng không tốt. Cả ngày chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt, cực kỳ lười biếng. Cực kỳ lười biếng sao? Đúng vậy. Sao anh phản ứng mạnh thế? Không, không có gì. Cũng trễ rồi. Đến lúc làm việc quan trọng rồi. Em mệt. Không. Em không mệt. Tô Tuyết Cầm, anh muốn hoàn toàn thay thế người đàn ông trong lòng em. Anh muốn trong tim em chỉ có một mình anh thôi. Cô Tô, gối tựa cho cô này. Trợ lý Lâm, làm phiền anh chuyển lời đến ông chủ của anh. Tôi không thể chấp nhận anh ấy. Tôi đã có chồng rồi. Được. Tuyết Cầm, tổng giám đốc của chúng ta chắc là để ý đến cô rồi. Tôi sao? Cô đừng sợ. Tổng giám đốc cũng là một người đáng thương. Đáng thương sao? Tại sao lại nói như vậy? Nghe nói vợ của tổng giám đốc thường xuyên đòi ly hôn, còn ở bên ngoài tìm người đàn ông khác. Tổng giám đốc thì không có cách nào, nhưng cũng không ly hôn. Sao gọi là người đáng thương chứ? Đây chẳng phải là tự làm khổ mình sao? Cô Tô, tổng giám đốc muốn tặng thiếu phu nhân một món quà. Muốn nhờ cô chọn giúp một món. Chọn quà cũng phải nhờ người khác làm hộ. Ông chủ của công ty này bận rộn đến vậy sao? Nếu phu nhân tổng giám đốc là một cô gái không tốt, vậy thì chọn cái này đi. Cái này sao? Thật sao? Đúng vậy đó. Đau quá. Vợ ơi, hôm nay là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của chúng ta. 2 năm trước là anh đã lạnh nhạt em. Sau này sẽ không như vậy nữa. Anh đã chuẩn bị cho em một món quà. Chắc chắn em sẽ thích. Em nhắm mắt lại đi. Được. Có lẽ mình đã yêu người đàn ông trước mắt này rồi. Còn anh ấy thì sao? Vậy nam sủng Cố Gia Thành thì sao đây? Cây xương rồng. Em thích không? Vợ ơi, tránh ra. Vợ ơi, em đừng giận mà. Anh thực sự nghĩ rằng em thích cây xương rồng này. Ngươi là người đàn ông của trẫm.
Trẫm thích cái gì ngươi cũng không biết. Sau này thần nhất định sẽ chú ý hơn. Cái này và cái kia em đều muốn. Được, được rồi. Chỉ cần em thích thì anh cho em hết. Đợi anh một chút. Vợ, anh nghe điện thoại đã. Chị dâu, Tô Tuyết Cầm, người trong lòng của anh trai tôi căn bản không phải là chị, Cố Thi Thi. Cô có bị ngốc không? Cô làm vậy sớm muộn gì cũng chịu thiệt thôi. Đừng lượn lờ trước mặt tôi nữa, chị, lui xuống đi. Tô Tuyết Cầm, kịch hay bắt đầu rồi. Thì nói gì với em thế? Đừng để trong lòng. Không vui thì cứ đánh. Dù sao thì chị dâu cũng như mẹ. Mẹ sẽ không tức giận đâu. Cô ấy nói với em là người anh thích không phải là em. Vậy thì là ai chứ? Khương Vi Vi sao? Người trong lòng của anh là ai? Em không rõ sao? Bà xã, để anh phục vụ em tắm rửa. Không cần đâu. Loại người như anh không xứng phục vụ cho tôi. Em lại bị sao vậy? Tôi bị làm sao hả? Cố Gia Thành, cả ngày cùng tôi diễn kịch giả bộ tâm tình, anh không mệt sao? Đây là giả. Vậy anh nói cho tôi biết, cái gì là thật? Mấy ngày nay anh ngoan ngoãn để lấy lòng tôi, nghe theo mọi điều của tôi, không phải chỉ vì để trả thù tôi sao? Anh muốn tôi yêu anh, sau đó ly hôn, rồi đi tìm Khương Vi Vi phải không? Em không tin anh sao? Đừng động vào tôi. Cố Gia Thành, tôi nói cho anh biết, tôi không thể yêu anh. Vậy thì em yêu ai? Em yêu người đàn ông trông giống hệt anh sao? Em vẫn luôn xem anh là người thay thế, có đúng không? Nếu không thì anh thật sự nghĩ là tôi sẽ yêu anh sao? Tô Tuyết Cầm, anh không quan tâm em là ai. Bây giờ em là vợ của anh, em phải yêu anh. Anh cũng đã cùng Khương Vi Vi ngủ chung giường luôn rồi, anh còn mặt mũi ra lệnh cho tôi yêu anh sao? Anh đúng là không biết xấu hổ. Tuyết Cầm, đừng đi theo tôi. Cái thứ không ra gì. Em ở lại đi, anh đi. Anh ơi, anh đi tìm Vi Vi sao? Lúc nãy cô ấy vừa gửi hình cho em. Im miệng. Cố Thi Thi, anh hy vọng chuyện bức ảnh không liên quan gì đến em. Anh, em đang giúp anh đó. Cố Thiên Sơn đó nói là Tô Tuyết Cầm, chị ta là quái vật. Cố Thi Thi, em muốn nói gì? Anh nói cho em biết, Tô Tuyết Cầm chính là Tô Tuyết Cầm. Sau này bớt qua lại với Cố Thiên Sơn và Khương Vi Vi đi. Nếu không, cái nhà này em đừng mong có thể quay về nữa. Họ đã sỉ nhục cô như vậy rồi, cô có muốn trả thù không? Tối qua chị ăn ít, mẹ bảo tôi mang cho chị chén canh. Không có bỏ độc đó chứ. Này, làm sao có thể chứ? Đưa đây. Lùi xuống đi.
Nếu không phải anh trai tôi, các chi phí sinh hoạt của tôi cũng không giúp anh đâu. Tiền đã vào tài khoản của cô rồi. Đừng cử động. Muốn phản kháng sao? Cẩn thận, tôi cho cậu sang thế giới bên kia. Bệ hạ, người đang làm gì vậy? Tôi cũng đang muốn hỏi cậu đây. Cậu muốn làm gì vậy? Bệ hạ, người đừng căng thẳng. Lần trước ở phòng bệnh, thần chỉ là muốn giúp người thăm dò Cố Gia Thành thôi. Thăm dò sao? Tất nhiên rồi. Người nghĩ xem, nếu hắn là tên nam sủng Cố Gia Thành đó của người, thấy tôi ra tay với người, liệu anh ta có do dự không? Tuyết Cầm, là anh bốc đồng rồi. Em muốn nghe gì anh sẽ giải thích với em. Em mở cửa ra đi. Tuyết Cầm, vợ ơi em. Tô Tuyết Cầm, chị cũng độc ác lắm. Vợ ơi, em không sao chứ? Anh hai, anh nhìn chị ta xem có giống bị gì không? Tôi cảnh cáo cậu, tránh xa vợ tôi ra. Anh không đi tìm Khương Vi Vi, trở về đây để làm gì? Đúng đó anh. Sao anh về sớm thế? Anh cũng không nên làm phiền chuyện tốt của tôi với chị dâu chứ. Nếu cậu muốn sống thì ngậm chặt họng lại cho tôi. Nhưng mà bộ dạng hèn mọn của cậu trông giống hệt một người bạn cũ của tôi. Giống ai? Đại tướng quân bất bại Phùng Vũ. Chị, tôi nói đúng rồi. Không sai. Phùng Vũ, tham kiến nữ đế. Hai người đang nói gì vậy? Bệ hạ, xem ra người cũng không sủng ái tên này cho lắm. Không ngờ người lại không nói cho hắn biết bí mật lớn nhất của người. Câm miệng lại cho ta. Nếu lại nói nhảm nhí nữa thì ta sẽ lấy cái mạng chó của ngươi. Tô Tuyết Cầm, ngươi nghĩ rằng quyền quyết định vẫn còn nằm trong tay người sao? Cảnh này quen thuộc quá nhỉ. Cùng là nam sủng, cũng cùng tư thông. Hắn cũng không yêu người. Đừng nghe cậu ta nói bậy. Tô Tuyết Cầm, người nói xem, người có phải là sao chổi không? Kiếp trước một vương triều lớn đã diệt vong vì người, còn kiếp này một Cố gia lớn giàu có như vậy cũng sẽ mất mạng theo người. Tất cả các người đều sẽ rơi vào tay tôi. Tôi thấy cậu có bệnh rồi đấy. Hơn nữa, bệnh tình cũng không nhẹ đâu. Anh đúng là nặng tình. Nhưng anh không tin chị ấy là nữ đế cũng không sao. Anh chỉ cần biết một điều, kiếp trước các người đều mất mạng trong tay tôi. Tô Tuyết Cầm, để tôi xem kiếp này còn ai thay chị cản giao nữa không. Thôi vậy, cuối cùng anh ấy vẫn không phải là Cố Gia Thành. Gia Thành, Cố Thiên Sơn, mau đền mạng đi. Mặc dù anh không biết hai người đang nói cái gì, anh cũng không phải là Cố Gia Thành mà hai người nhắc đến, nhưng em có là nữ đế hay là Tô Tuyết Cầm thì cũng không sao cả. Em luôn là vợ anh. Không thể nào. Ta là tướng quân trấn nước Phùng Vũ, cả đời chưa từng nếm mùi thất bại, làm sao có thể không diệt được cái đồ cặn bã này.
Tướng quân cùi bắp gì vậy chứ? Đồ gà mờ. Người đâu? Nhị thiếu gia bệnh rồi. Dẫn đi khám đi. Tô Tuyết Cầm, tôi không phục. Tôi có nhiều cách để hạ gục chị lắm. Sao anh ngốc thế? Sao anh lại ngốc vậy? Tại sao phải dùng tay để chặn dao? Nếu không thì dùng tim để chặn dao. Cố Gia Thành, ta ra lệnh cho ngươi. Nếu không có lệnh của trẫm thì ngươi không được làm vậy. Nếu thần cứ muốn làm vậy thì sao? Vậy thì ta sẽ giữ tài sản của ngươi, rồi đi tìm 100 tên nam sủng. Ta sẽ khiến ngươi đi rồi cũng không yên thân. Vậy thì phải xem biểu hiện của người như nào đã. Đợi đã. Anh vừa nói là cho dù em có là nữ đế hay là Tô Tuyết Cầm, em đều là vợ của anh. Là thật phải không? Em đoán xem. Cái tên rác rưởi Cố Thiên Sơn này quả nhiên là thất bại rồi. Alo, Thi Thi. Những chuyện tôi giao cho cô đều 5 lần 7 lượt không làm được. Cô muốn tôi lấy mạng người đàn ông trong lòng cô sao? Không được đâu Vivi. Tôi coi cô là bạn thân nhất của tôi. Tại sao cô lại làm tổn thương người đàn ông tôi yêu nhất? Thi Thi, cô là chị em tốt của tôi. Còn Thành Nghĩa là người mà cô thích. Làm sao tôi có thể làm tổn thương anh ta? Tôi xin cô hãy tha cho anh ấy, có được không? Làm ơn đừng tổn thương anh ấy. Tôi không bắt cóc anh ta thì sao cô có động lực để giúp tôi chứ? Rốt cuộc cô muốn tôi làm gì? Như vậy mới đúng chứ? Đến lúc đó chúng ta sẽ... Tô Tuyết Cầm, tất cả những gì tôi làm đều là vì Thành Nghĩa. Chị đừng trách tôi. Tuyết Cầm, cô xem tin tức trong nhóm của công ty chưa? Vẫn chưa. Trước giờ tôi không có xem tin nhắn nhóm. Cô xem đi. Một nữ nhân viên nào đó đã kết hôn nhưng ngoại tình với em trai chồng. Tôi... Điều tra cho tôi tấm hình này từ đâu ra. Vâng. Chờ một chút. Đi tới phòng thiếu phu nhân, chuyển cô ấy đến văn phòng của tôi. Còn nữa, bảo đám người bên ngoài câm miệng lại cho tôi. Tôi không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của cô ấy. Ông chủ muốn tôi làm thư ký sao? Cô Tô, cô ngồi ở đây đi. Tôi ngồi đây, có phải không thích hợp không? Nếu tôi ngồi ở đây, vậy ông chủ anh ngồi ở đâu? Cố tổng đứng là được rồi. Trung thành với vợ vậy sao mà ngồi được? Đúng rồi, cô Tô. Chủ tịch chúng tôi muốn hỏi cô là, có ai khiến cô buồn không? Trợ lý Lâm, phiền anh chuyển lời tới ông chủ. Tôi không chấp nhận quy tắc ngầm trong công ty. Tôi đã có chồng rồi. Lấy lòng tôi không có tác dụng đâu. Tôi muốn từ chức. Vậy nếu sếp của em chính là chồng của em thì sao? Em có đồng ý ở lại làm không? Cố Gia Thành, bả vai, chân. Anh muốn làm hại vợ anh sao? Cố tổng, thiếu phu nhân, vậy tôi đi trước nhé.
Vợ ơi, anh chỉ là muốn em làm việc ở bên cạnh anh thôi, để anh có thể yên tâm hơn. Cố Gia Thành, thời gian qua anh trốn giỏi lắm. Anh đây, không phải là sợ em bị áp lực sao? Nếu ai cũng biết em là vợ của tổng giám đốc, không thú vị chút nào. Em muốn làm gì, anh đều ủng hộ em. Em muốn mở một công ty giải trí, em muốn chọn diễn viên nam. Không được. Anh đã nói em chỉ có một mình anh thôi, vẫn không đủ sao? Nếu Nam Dũng của em ở đây, chắc chắn anh ấy sẽ đáp ứng em vô điều kiện. Vợ ơi, được rồi, anh đồng ý với em, anh cho em mở công ty. Thật sao? Em biết anh tốt với em nhất. Nếu không quay về quá khứ được, thì mình phải biết trân trọng người đàn ông này. Nếu hai người đàn ông đều là một người thì tốt biết mấy. Tô Tuyết Cầm, cô đúng là tham lam. Chủ tịch Thiếu Phu Nhân, lão gia mời hai người về nhà cổ. Tối hôm qua, Cố Thiên Sơn đã vào phòng cháu. Cố Thiên Sơn, mày có hiểu phép tắc không? Tuyết Cầm là chị dâu của mày mà. Ông ơi, đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa mà. Ông ơi, là Tô Tuyết Cầm. Tô Tuyết Cầm đã dụ dỗ cháu. Cậu ta điên rồi sao? Ông nội, đưa vào bệnh viện tâm thần đi. Đừng sợ, thằng cặn bã này, coi trời bằng vung, còn dám vu khống cháu. Ông nội sẽ làm chủ cho cháu. Cảm ơn ông nội. Người đâu, ném thằng nghiệp chướng này vào bệnh viện tâm thần đi. Ông nội ơi, đừng mà, ông nội ơi, cháu cũng là cháu trai của ông mà. Ông ơi, ông tha lỗi cho cháu đi. Cháu không dám nữa, cháu không nên chụp hình rồi tung lên mạng. Ông nội, ông tha lỗi cho cháu đi. Tao tha lỗi cho mày sao? Mày đi hỏi Tuyết Cầm đi, hỏi con bé có tha lỗi cho mày không. Chị dâu, chị dâu ơi, chị dâu, chị tha lỗi cho tôi đi. Tôi sẽ tiếp tục làm trâu làm ngựa cho chị. Chị dâu, tôi không thể tha lỗi cho cậu. Đưa đi đi. Cháu không muốn. Tô Tuyết Cầm, chị đợi đó cho tôi. Nhất định tôi sẽ quay trở lại. Tuyết Cầm, đều là lỗi của ông nội, không dạy dỗ tốt thằng nhóc này. Nhưng mà thằng nhóc này gần đây cũng không biết bị sao nữa, tính tình thay đổi. Ông nội, không phải lỗi của ông. Nhất cử nhất động của Cố Thiên Sơn giống như Phùng Vũ lúc đầu vậy. Rốt cuộc hắn có mục đích gì? Lấy mạng mình sao? Hay là đưa mình quay về? Em yên tâm, anh biết đằng sau chuyện này còn có Khương Vi Vi và Cố Thi Thi nữa. Anh sẽ không bỏ qua cho ai hết. Đưa người lên đây. Cố Thi Thi, bản thân em là người của Cố gia, vậy mà dám cấu kết với người ngoài, đến gài bẫy hại chị dâu của mình. Em còn xứng làm người của Cố gia nữa không? Anh ơi, anh nghe em giải thích. Đều là Gia Thành, đây đều là Cố Thi Thi bắt em làm. Cô nói dối, rõ ràng là cô đã bắt cóc Thành Nghĩa để đe dọa tôi. Anh Gia Thành, em yêu anh nhiều đến vậy, sao anh không thể tin em chứ? Anh sẽ tin em mà, có đúng không? Cô đủ rồi đấy. Tôi không có tâm trạng ở đây để nghe các người nói nữa. Dám động đến người phụ nữ của tôi, mấy cô chắc cũng biết hậu quả là gì rồi. Hai người, đưa họ đến đồn công an đi. Anh ơi, Gia Thành, cứu em. Đúng rồi, Tuyết Cầm, Gia Thành, gần đây ông muốn lấy câu chuyện của nữ đế chuyển thể thành phim, nên ông muốn nghe thử ý kiến hai đứa. Ông ơi, cháu đang định mở một công ty giải trí cho Tuyết Cầm, nhưng mà Tuyết Cầm, cô ấy muốn tận dụng cơ hội này
để chọn thêm chồng. Ông ơi, đừng nghe anh ấy nói nhảm. Anh ấy lừa ông đấy. Được, được rồi. Ông nội đây, làm chủ thay cháu. Nếu như cháu muốn tìm người tốt hơn ra thành, vậy thì cháu cứ bỏ nó đi. Có thể tìm được ai sao? Việc chuyển thể phim nữ đế thì sao? Giao lại cho hai cháu đấy. Được rồi, hôm nay các cháu đến bệnh viện thăm mẹ đi. Mẹ sao thế ạ? Mẹ ơi, Tô Tuyết Cầm, con qua đây cho mẹ. Mẹ ơi, là con bắt Thi Thi. Đưa cho công an xử lý, con cầm miệng cho mẹ. Con qua đây. Phim được mẹ ơi, xin lỗi con, Tuyết Cầm. Con đúng là đứa con dâu tốt của mẹ. Con mau ngồi đi. Bọn chúng cứ luôn bắt nạt con. Sao con không nói với mẹ? Thi Thi bị bắt. Mẹ không trách con đâu. Mẹ ơi, không sao đâu. Tuyết Cầm, sau này con chính là con gái của mẹ. Có chuyện gì con cứ nói với mẹ. Mẹ sẽ làm chủ thay con. Mẫu hậu, thì ra người luôn ở cạnh con. Giống chồng chỗ nào chứ? Rõ ràng là nam sủng mà. Chuyện gì? Cố tổng, công ty điện ảnh của thiếu phu nhân vừa ký kết với vài diễn viên mới. Mời thiếu phu nhân xem qua. Mau đưa cho tôi. Để đó đi. Mấy người đàn ông này tướng mạo đều rất phong độ. Tốt, rất tốt. Nhìn chúng ai rồi? Có phải muốn nạp vào hậu cung rồi không? Cũng không phải là không muốn. Vị này là giám đốc của công ty điện ảnh Triều Dương, Tô Tuyết Cầm. Chào Tô Tổng. Chào các cậu. Chào các cậu. Nhìn các cậu lanh lợi thật đấy. Tô Tổng, cơ bắp cũng chắc quá nhỉ. Các cậu ngồi đi. Vâng. Tô Tổng, nữ diễn viên hạng A mà chúng ta vừa ký hợp đồng là Chu Mỹ Mỹ sẽ đến muộn một chút. Được. Chu Mỹ Mỹ sao? Hóa ra là chồng của cô sao? Đẹp trai quá đi. Là kiểu người mà tôi thích đấy. Anh bảo cô ta về luôn đi, dùng bữa với tôi cũng đến muộn nữa. Vâng, có biết phép tắc không vậy? Thật ngại quá, tôi đến muộn rồi. Ai cho cô ta vào đây vậy? Cô đã gõ cửa chưa? Tô Tuyết Cầm, sao cô cũng ở đây? Cô ấy là... Sao tôi không được ở đây? Tô Tuyết Cầm, lần trước cô sỉ nhục tôi trước mặt mọi người. Hôm nay tôi nhất định sẽ khiến cô không ngóc đầu lên được. Cô đến để tranh giành chén cơm với tôi chứ gì? Mỹ Mỹ, nói ít vài câu đi, tôi cứ nói đấy. Giờ tôi là sao hạng A rồi. Cô lấy gì mà đấu với tôi? Tôi nói là tôi muốn đấu với cô lúc nào? Cô cũng xứng hả? Nhân lúc giám đốc còn chưa đến, cô biến ngay cho tôi. Mỹ Mỹ, sao cô lại căm ghét tôi đến vậy hả? Lẽ nào bởi vì chồng tôi là mẫu người cô thích sao? Nếu cô đã sợ tôi giành mất chén cơm của cô, vậy tôi đi trước đây. Tô Tổng, đừng đi mà. Tô Tổng sao? Tô Tuyết Cầm là giám đốc sao? Tôi đã bảo cô im đi rồi, cô không nghe. Đáng đời. Tô Tổng, cô đừng để bụng nhé. Ngồi đi. Cô vừa nói cô là sao hạng A hả? Không, không phải.
Tôi chỉ là một diễn viên. Và lồng tiếng tại phim một diễn viên nhỏ mà thôi. Cô đừng có sợ. Tôi cũng đâu có ăn thịt cô. Công ty tôi trước giờ chỉ hợp tác với diễn viên nam. Cô là... Tô Tổng, xin cô hãy giữ tôi lại. Diễn vai gì tôi cũng chấp nhận hết. Vậy sao? Là ai phá lệ cho cô vào vậy? Là Phó. Là Phó Tổng. Lại là mấy cái quy tắc ngầm đáng ghét này. Mọi người ăn đi, tôi đi trước đây. Cô đừng đi mà Tô Tổng. Tuyết Cầm. Tuyết Cầm ơi. Tuyết Cầm, tôi xin cô đấy. Tôi không còn nơi nào để đi cả. Không còn nơi nào để đi. Rất nhiều công ty điện ảnh không muốn chọn tôi. Mình đã phục vụ cái tên Phó Tổng đó 3 ngày 3 đêm mới ký được hợp đồng với Triều Dương. Không thể để Tô Tuyết Cầm chặn mất đường sống được. Tuyết Cầm, bây giờ chỉ có cô mới cứu được tôi thôi. Chú Mỹ Mỹ, cô dám trốn tôi hả? Tô Tuyết Cầm, cố ra thành không cho chị tiền tiêu nên đến đây mồi chài đàn ông để kiếm tiền hả? Hai người có quan hệ gì vậy? Còn là gì được nữa? Cô ta là vợ của tôi. Không phải. Tôi không phải vợ anh. Cô, thứ đàn ông cặn bã bám váy phụ nữ, anh không xứng. Hôm đó bị sỉ nhục, còn tưởng có thể dựa hơi Tô Minh trả thù Tô Tuyết Cầm, không ngờ hắn là một kẻ không ra gì. Chú Mỹ Mỹ, tiền đâu? Cả tuần nay không chuyển tiền cho tôi. Cô muốn tôi đói luôn đúng không? Chuyện của hai người không liên quan đến tôi đi trước đây. Tô Tuyết Cầm, chị là chị của tôi. Cô ta không đưa tôi tiền thì chị phải đưa. Tôi đã đoạn tuyệt quan hệ với cậu lâu rồi. Không thể đâu. Máu chảy trong người chị, cũng có máu của Tô gia trong đó đấy. Hôm nay chị mà không đưa tiền cho tôi sẽ bán cả chị lẫn cô ta vô nhà chứa, để người ta trả đạp. Anh đến đây làm gì? Sợ em nhìn trúng người khác? Không cần anh nữa. Cố Gia Thành, lại là anh. Tiền của hai người có đồng nào là sạch đâu. Giả vờ cái gì hả? Đồ không biết tốt xấu, biến xa ra. Đừng trách tôi không khách sáo với Tô Gia. Được lắm, đợi đó cho tôi. Đi với tôi. Cô muốn gì mà không chuyển tiền cho tôi hả? Đi về, đồ cặn bã. Em có muốn xử cậu ta không? Xử gì chứ, xã hội bây giờ làm theo luật pháp mà. Nhưng mà nó làm điều sai trái thì có pháp luật trừng trị nó. Chúng ta là những công dân lương thiện mà. Anh này đẹp trai quá. Đẹp trai thì làm được gì? Cũng đâu phải là của em. Em không muốn làm giám đốc nữa. Em muốn làm diễn viên. Em muốn đóng phim. Không được. Anh quên anh nói gì với em rồi sao? Anh không được nuốt lời đâu đấy. Được rồi, nghe em hết. Cố Gia Thành bây giờ sao cứ lạ lạ? Từng cử chỉ hành động đều y hệt nam sủng của mình. Cố Gia Thành, sao thế? Nếu Cố Gia Thành bây giờ là nam sủng trước kia của mình, vậy thì Cố Gia Thành trước kia chung sống với mình đang ở đâu đây? Trầu trời rồi sao? Không có gì, chỉ là em thấy anh không giống với trước đây. Có sao? Anh là anh thôi, chưa bao giờ thay đổi. Bệ hạ, thần đến muộn rồi. Rốt cuộc anh là ai? Nào vợ, cẩn thận nóng. Sao thế? Không có gì.
Tuyết Cầm. Gia Thành bây giờ bị con thuần phục, thành người chồng 100 điểm luôn rồi. Lần này thật tốt quá, ông con có thể yên tâm rồi. Anh biết lái xe sao? Sao anh lại không biết lái xe chứ? Người cổ đại sao có thể biết lái xe được? Không lẽ là mình nghĩ quá nhiều? Bệ hạ, sao gần đây người lạ thế? Bệ hạ sao? Em yêu. Không phải em thích diễn xuất sao? Đúng rồi. Dạo này, sao không thấy em đến công ty vậy? Không phải em sợ anh ghen sao? Không đóng phim nữa hả? Em được đóng phim sao? Chuyên ngành của em là diễn xuất mà. Sao lại không thể đóng phim? Em quên mất. Công ty vừa nhận một bộ phim. Em làm nữ chính đi. Em làm nữ chính ấy hả? Đừng căng thẳng quá. Cứ diễn theo nhân vật là được. Vai gì vậy? Nữ đế. Nhân vật nữ đế này vẫn có chiều sâu và độ khó. Tôi đang lo lắng, người có mối quan hệ này có thể làm được không? Đạo diễn Mã, chờ người phụ nữ dựa vào mối quan hệ đó đến đây. Chúng ta nên cho cô ta một bài học. Ý hay đấy. Đạo diễn Mã, hai người nói sẽ cho ai một bài học? Cố tổng, sao anh lại đích thân đến đây? Cũng không nói một tiếng để tôi đón anh. Vị này là... thật là xinh đẹp. Đây là nữ chính của chúng ta phải không? Chào cô, rất vui được gặp cô. Tôi họ Mã, là đạo diễn của bộ phim này. Giới thiệu chính thức. Đây là vợ của tôi, Tô Tuyết Cầm. Cố phu nhân. Thật ngại quá, thật xin lỗi. A Thi. Cố phu nhân, đây là kịch bản của bộ phim chúng ta, cô hãy xem qua đi. Nếu không có vấn đề gì, lát nữa chúng ta sẽ diễn thử, được không? Làm phiền cô rồi. Gọi tôi Tuyết Cầm là được rồi. Được thôi Tuyết Cầm. Tuyết Cầm, kịch bản này có vấn đề gì không? Kịch bản này là do ai viết? Tôi hiểu rồi. Lần đầu tiên cô diễn xuất nên căng thẳng là điều khó tránh. Không sao đâu, tôi tin cô mà. Mặc dù nhân vật này rất có chiều sâu và chiều rộng, nhưng mà cô chắc chắn sẽ thử được, sẽ diễn tốt thôi. Tôi hỏi anh là kịch bản này do ai viết? Cố tổng đưa tôi. Còn do ai viết thì tôi không biết. Không sao, không sao đâu. Chúng ta thử trước. Nếu mọi việc suôn sẻ, ngày mai chúng ta chính thức bắt đầu quay, được không? Nào Tuyết Cầm, Cao Vinh. Cao Vinh ơi, đến đây giới thiệu một chút. Vị này là Tô Tổng. Lại gặp nhau rồi. Chào. Đạo diễn, xin lỗi. Tôi. Tuyết Cầm, không sao đâu. Cô thả lỏng đi. Cô hãy đặt mình vào nhân vật. À không, tưởng tượng mình là nữ đế. Anh ấy chính là nam sủng của cô. Cố Ngôn, cậu phải yêu thương cô ấy, được không? Cố tổng, anh xem. Cố Ngôn, cả đời này em Bệ hạ. Gia Thành. Bệ hạ, kiếp sau chúng ta hãy gặp lại. Tô Tuyết Cầm, cô có diễn được không? Không được thì tôi đổi người. Tôi nói cô nghe, đừng cản tôi. Người giống như cô, tôi nói cô biết. Rốt cuộc anh có làm được không? Làm không được thì tôi đổi người. Không phải đâu Cố tổng, Cố tổng. Tuyết Cầm, đừng căng thẳng. Anh giúp em. Gia Thành, anh diễn vai nam sủng của em, được không? Được. Cố tổng, anh có thân phận cao quý như vậy, sao có thể đóng phim? Vợ tôi bảo tôi diễn thì tôi diễn. Vậy thì càng tốt rồi.
Nhưng mà Tiểu Cao là nam chính của bộ phim này rồi mà. Chuyện này, cậu diễn vai nam phụ Phùng Kim Sơn đi. Thù lao tăng thêm cho cậu 1 triệu. Được, quá tốt. Mau Tiểu Cao, thay trang phục, đi trang điểm tạo hình đi. Chồng ơi, cảm ơn anh. Nhưng mà diễn xuất, anh có làm được không đấy? Anh lại muốn hỏi em. Không có anh, em có làm được không? Cố tổng, tạo hình cho cố tổng thật tốt đấy nhé. Bệ hạ, xin người hãy nhận thần, làm nam sủng của người. Xin lỗi đạo diễn, tôi không nhịn nổi, chúng ta làm lại lần nữa nhé. Đạo diễn Mã, lại, làm lại. Hậu cung trẫm có 30.000 nam sủng, người có gì đặc biệt hơn người? Bệ hạ, người thử rồi sẽ biết cái gì gọi là hổ lang chi tư. Được, cắt. Chúng ta chuẩn bị cảnh sau, chuyển cảnh thôi. Cố Gia Thành, anh có gì đó lạ lắm. Anh có gì lạ chứ? Tại sao anh và anh ấy lại giống nhau như vậy? Cố Môn, bệ hạ, nếu có kiếp sau, thần vẫn muốn ở bên cạnh người. Đừng, đừng mà. Cố Môn, Phùng Kim Sơn, trẫm không hề bạc đãi ngươi mà. Bệ hạ, vậy thần sẽ tiến người đi gặp anh ta. Đúng rồi Tuyết Cầm, đúng, đúng rồi. Cảm xúc này vô cùng tốt. Chuyển cảnh. Vợ ơi, đừng khóc nữa, chỉ là giả thôi. Cố Gia Thành, rốt cuộc anh là ai? Cố Gia Thành, kịch bản này là do anh viết sao? Sao lại nói vậy? Cốt truyện trong kịch bản tương tự với kiếp trước của mình gần 90%. Cố Gia Thành này chắc chắn là nam sủng ngày xưa của mình. Anh đừng giả vờ nữa, anh nói em biết đi, rốt cuộc anh là ai? Anh là Cố Gia Thành, là chồng của em. Em không nói cái này, em là đang nói anh có phải cái người ở kiếp trước không? Nói đi chứ. Em hy vọng anh là ai? Em không biết. Anh giận rồi sao? Tô Tuyết Cầm, tốt nhất em nên suy nghĩ kỹ. Em muốn ai? Người em muốn chính là Cố Gia Thành. Tô Tuyết Cầm, chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy, anh biết chuyện trước đây của em, anh cũng biết trước đây em là ai. Anh đều biết hết sao? Vậy anh không nghĩ em là quái vật sao? Anh chỉ quan tâm em có thể mãi mãi ở bên cạnh anh hay không thôi. Vậy nên trong lòng em là Cố Gia Thành nào? Tốt nhất em nên làm rõ. Được, anh cho em thời gian. Anh đi đâu vậy?
phòng khách. Khi em chưa hiểu rõ em thích anh hay là thích nam sủng năm đó của em ở kiếp trước, anh sẽ không tiếp xúc thân mật với em. Được. Em không giữ anh lại sao? Em cũng không phải trẻ con. Mà xa anh thì em không ngủ được. Anh muốn đi thì đi. Ngài Cố, có muốn ở lại để chấm cưng chiều ngươi không? Ngủ chung một giường cũng được, nhưng người đừng chạm vào thân. Ngươi làm gì vậy? Lạnh. Vậy để chấm sưởi ấm cho ngươi. Em làm sao vậy? Khiến em ghê tởm sao? Không, dạ dày của em không thoải mái, chắc là do ăn phải đồ hư. Vợ ơi, em ngoan ngoãn đợi anh sẽ quay lại ngay. Vợ ơi, cái này xem như nào? Vợ ơi, em có thai rồi. Chậm. Mang thai sao? Tại sao anh không cho em tiếp tục quay phim? Quay phim quá nguy hiểm, lỡ làm tổn thương em bé thì sao? Em sẽ bảo vệ cho em bé. Không được. Anh nói rồi. Em cứ ở nhà ngoan ngoãn dưỡng thai đi. Anh cứ luôn nhốt em ở nhà, muốn em bí bách tới hết sống nổi phải không? Anh, em biết rồi. Anh giam em ở trong nhà, sau đó đi ra ngoài tìm hồ ly tinh phải không? Như vậy đi, sau này em cùng anh tới công ty, cùng anh làm việc. Chúng ta sẽ không quay phim nữa. Chúng ta không cần số tiền cắt dưới đó. Em thích diễn xuất. Ở trong đoàn làm phim, anh không phải mỗi ngày đều bên cạnh em đấy sao? Tại sao anh không muốn em đi? Hay là em nhổ ra trước đi? Tại sao vậy? Bởi vì nếu như em đi đóng phim, em sẽ nhớ lại cái tên Cố Gia Thành kia, người đã cứu em ở kiếp trước thì sao? Lúc ban đầu, anh bảo em đi đóng phim vì chỉ muốn biết người mà em thích rốt cuộc là ai. Vì thế, anh vẫn luôn, những hành động này của anh đều là đang bắt chước Cố Gia Thành của năm đó sao? Anh đang thăm dò em. Phải. Cố Gia Thành, sao anh lại biết chuyện giữa em và anh ta? Em đã quên rồi. Anh là hậu duệ của người đàn ông đó. Ở chỗ ông nội có mọi thứ về anh ta. Cố Gia Thành, mặc dù ngàn năm trước em là nữ đế, nhưng em luôn giữ gìn phẩm giá, chưa từng cùng đàn ông có mối quan hệ gì cả, bao gồm cả người đã cứu mạng của em. Anh ra ngoài trước đi. Bây giờ đầu em đang rối lắm. Ra ngoài.
Cho dù em không yêu anh thì em cũng chạy không thoát đâu. Anh vừa bảo là cho dù em là nữ đế hay là Tô Tuyết Cầm đều được, em sẽ luôn là vợ anh. Có thật vậy không? Người mà mình thích là Cố Gia Thành. Anh gọi tôi đến có chuyện gì? Tô Tuyết Cầm cầu xin cô cứu tôi với. Anh có bệnh không? Sao vậy? Anh phá sản rồi à? Có phải cô giở trò không? Anh có bệnh không? Nói cái gì vậy? Tuyết Cầm, Tuyết Cầm, cô nói đúng lắm. Tôi đã phá sản rồi. Xin cô hãy cứu tôi. Chỉ cần cô bằng lòng cứu tôi thì tối nay tôi có thể cùng cô. Anh ở rể mà phá sản cái gì? Tôi hiểu rồi. Anh đã khiến cho nhà vợ anh phá sản rồi, có phải không? Tuyết Cầm, tôi biết trong lòng cô vẫn còn có tôi mà. Tuyết Cầm, hãy cứu giúp tôi. Cô giúp tôi hỏi Cố Gia Thành, cho tôi một dự án đi. Vậy anh hãy đi tìm Cố Gia Thành đi. Tìm tôi làm gì? Cố Gia Thành sẽ không để ý đến tôi. Nên là, Tuyết Cầm, chỉ cần khiến Cố Gia Thành cho tôi một dự án thôi, tôi thề rằng tôi sẽ không làm gì mờ ám cả. Lương tâm anh không chính trực, đừng hòng mà lấy được lợi ích từ Cố Gia Thành. Biến đi cho khuất mắt tôi. Cố tổng, anh không sao chứ? Không sao. Có chuyện gì vậy? Thiếu phu nhân có chuyện rồi. Cố Gia Thành, bất ngờ không? Nếu muốn cứu Tô Tuyết Cầm, mang văn kiện bí mật trong văn phòng đến trao đổi với tôi. Nếu không thì tất cả cùng xuống địa ngục. Phùng Vũ, cậu chán sống rồi sao? Tỉnh rồi sao? Các người muốn làm gì vậy? Tô Tuyết Cầm, lúc đầu cô yêu tôi đến vậy mà. Tôi bảo cô làm gì là cô liền làm đấy. Sao mà sau khi thay lòng đổi dạ lại hận tôi đến vậy? Phùng Vũ, anh là đồ cặn bã. Bạch Gia sao vẫn chưa thủ tiêu anh vậy chứ? Tôi khinh. Cho dù anh ấy có cặn bã thì cũng là chồng của tôi. Không đến lượt hạng người như chị lên tiếng. Chúng tôi sắp sửa phá sản rồi, nhưng chỉ cần lấy được tài liệu mật của Cố Gia thì tất cả của các người đều sẽ là của chúng tôi. Con đàn bà này, tôi cho chị tiêu đời. Vợ, đừng vì việc nhỏ mà hỏng việc lớn. Dừng tay. Anh đến đây làm gì? Anh mau đi đi, mặc kệ em. Câm miệng. Ngoan ngoãn đưa tài liệu cho vợ tôi thì tôi có thể tha cho hai người con đường sống. Được. Đừng mà. Cố Gia Thành, anh mau đi đi. Không được. Tôi bảo cô câm miệng. Được rồi, đừng kích động. Tôi đưa cho các người. Đứng yên đó. Quỳ xuống. Bò lại đưa cho tôi. Đừng mà. Không được quỳ. Gia Thành, hãy tin anh. Đừng mà.
Không được. Sao anh lại ngốc như thế? Phùng Vũ, giữ lấy Tô Tuyết cầm cho em. Vậy để xem ai ra tay nhanh hơn. Phùng Vũ, nếu tôi lấy mạng Bạch San San, tôi xem cậu làm thế nào để giải thích với Bạch gia. Cố Gia Thành, anh có tin tôi bắn cô ta không? Cậu dám đụng đến người phụ nữ của tôi, tôi sợ gì mà không thể đụng đến người phụ nữ của cậu chứ? Được thôi, vậy anh cứ bắn cô ta đi. Có những tài liệu này rồi, tôi có thể tự mình thành công. Phùng Vũ, anh nói gì đấy? Bạch San San, tôi nói thật với cô luôn, mỗi ngày tôi nằm trên giường cùng cô, tôi đều cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Nếu không phải vì cô có tiền, tôi cũng không thèm để ý tới cô. Khốn nạn, tôi sẽ không cho anh sống nữa. Cố Gia Thành, bây giờ không còn ai để uy hiếp tôi nữa rồi phải không? Đi chầu Diêm Vương đi. Cố Thiên Sơn, sao lại là cậu? Cậu trốn khỏi bệnh viện tâm thần sao? Nhờ phúc của anh, điều kiện của bệnh viện tâm thần đó không tệ. Trốn khỏi đó cũng rất dễ dàng. Khuôn mặt giống của tôi, nhưng lại ngu ngốc như vậy. Đáng mất mạng. Bệ hạ, lại gặp nhau rồi. Cố Thiên Sơn, không, ta nên gọi ngươi là Phùng Đại Tướng Quân mới đúng. Ngươi muốn làm gì? Muốn máu của hai người các ngươi. Bệ hạ, ngươi có muốn cùng thần quay về không? Vậy Cố Gia Thành có thể thay người chặn nhát đao đó rồi. Tuyết Cầm, nếu như em muốn quay về. Không, em sẽ không quay về. Người em yêu là Cố Gia Thành của hiện tại. Tuyết Cầm, người em yêu là anh sao? Hay, hay lắm. Tình nghĩa phu thê đậm sâu. Được đấy, vậy ta sẽ tự mình trở về, thống nhất đại nghiệp. Ngươi nói máu của bọn ta có thể giúp ngươi quay về cổ đại sao? Lúc ta mới vừa xuyên không đến đây, có người đã nói với ta, chỉ cần vào đêm trăng tròn, vào lúc hỗn độn nhất và uống máu của hai người, ta sẽ có thể quay trở về. Ta phải quay trở về. Ta muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Ta muốn được vạn người tôn kính. Đều là những lời đồn thổi mà cậu cũng tin. Đương nhiên là tin rồi. Miễn là ta có thể quay về, ta có thể tiễn sạch các người. Được, ta sẽ cho người máu của bọn ta.
để anh. Bệ hạ, đến lượt người rồi. Đặt dao xuống. Mau lên. Lùi xuống. Cuối cùng ta cũng có thể quay về. Cuối cùng ta cũng có thể quay về rồi. Tại sao chứ? Các người lừa ta. Các người đều là kẻ lừa gạt. Các người đều là những kẻ lừa gạt. Gia Thành, anh không sao chứ? Anh không sao. Các ngươi đều phải ăn đạn hết. Cố Thiên Sơn, Tuyết Cầm đang có thai. Cái gì? Tôi xin cậu, tha cho mẹ con cô ấy đi. Ta hiểu rồi. Ngươi muốn làm gì? Máu của hai ngươi đều không được. Thứ có thể làm được là máu từ kết tinh của hai người. Khoan đã, ta có cách này, có thể đưa ngươi về được. Được thôi. Có điều, ta phải thử cách của ta trước đã. Không, cách đó không được. Chỉ có cách của ta mới được thôi. Chiếc vòng tay này có thể đưa ngươi trở về. Đây là vật gia truyền của Cố gia, là làm từ ngọc quý đấy. Chỉ cần đập vỡ nó, nhuốm vào máu của ta thì có thể dùng nó đưa ngươi về. Thật hả? Từng chữ đều là thật. Tô Tuyết Cầm, ta nói cho ngươi biết, tốt nhất là đừng lừa ta. Nếu không, hai người các ngươi đều phải ăn đạn hết. Ta không lừa ngươi. Nếu cách của ta không hiệu nghiệm, ngươi cứ lấy mạng ta là được. Tuyết Cầm, không, không được đâu. Gia Thành, em yêu anh. Đập nó đi. Mau đập nó. Nhanh lên. Nhanh tay lên. Dùng máu của ngươi đi. Nhanh lên cho ta. Thật sự có tác dụng. Ta có thể về rồi. Ta về được rồi. Đưa nó cho ta mau lên. Đưa cho ta. Tô Tuyết Cầm, ngươi gài bẫy ta. Cố tổng, thiếu phu nhân, bắt hắn lại cho tôi. Cố Thiên Sơn, chỉ với một chiếc vòng mà có thể về được hả? Thông minh chút đi. Gọi bác sĩ đi. Vâng. Gọi xe cứu thương. Đưa đi. Tô Tuyết Cầm, ta sẽ xé ngươi thành trăm mảnh. Em không sao chứ? Em không sao. Em vừa mới nói
Em yêu anh đúng không? Em yêu anh. Em đối với cố gia cảnh trước kia chỉ là cảm giác tội lỗi và cảm kích. Còn với anh mới thật sự là tình yêu. Tại sao? Sao người ngốc thế hả? Bệ hạ, hy sinh vì người, thần cam tâm tình nguyện. Không. Phùng Thiên Sơn, ngươi nghĩ ngươi hành thích được trẫm sao? Nghịch tặc, chầu trời đi. Bệ hạ, người nhìn xem thần diễn có tốt không? Tốt. Cắt. Các bộ phận đóng máy nhé. Người đâu? Đâu hết rồi? Đóng máy cũng không thèm gọi tôi. Tôi là một diễn viên mới. Có thể có thành tựu ngày hôm nay, tôi phải cảm ơn tất cả anh chị em trong đoàn phim. Cảm ơn mọi người. Tiếp theo tôi muốn cảm ơn gia đình tôi. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã luôn đồng hành ủng hộ con. Sau cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến chồng tôi. Sau này, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, dành nhiều giải thưởng hơn nữa. Nhìn bên cạnh. Nhìn bên cạnh đi. Nhìn sang bên cạnh đi. Diễn viên Tô Tuyết Cầm, xin hỏi em có đồng ý gả cho anh không? Đồng ý, đồng ý đi. Gả cho anh ấy đi. Gật đầu đi. Mau đồng ý đi. Gả cho anh ấy. Em đồng ý. Em biết người này không? Là nam sủng trước kia của em. Tổ tiên của anh. Cố Gia Thành. Em có biết vì sao ông ấy cứu em không? Không biết. Tất cả sự thật đều ở đây. Vì muốn báo ân sao? Tổ tiên Cố Gia Thành của anh, thuở thiếu niên bị bán đi, làm khổ sai ở nơi hoang vu. Sau này lại lần nữa bị bán vào cung, chịu nhiều nhục nhã. Mùa đông lạnh giá, lúc sắp chết cóng bên ngoài, chính là em thưởng cho ông ấy áo khoác ngoài của em. Vậy cậu bé năm đó chính là hắn.
Kể từ đó, ông ấy đã muốn trả ơn em. Vậy nên mới đỡ một kiếm của Phùng Vũ thay em. Do đó có thể thấy, ông ấy không hề có tình ý với em. Nên Tuyết Cầm này, em không cần phải thấy tội lỗi với ông ấy nữa đâu. Sau này chỉ cần yêu mình anh là được. Ân cứu mạng còn chưa trả được đây này. Thì không phải lúc đó em cũng ăn của Phùng Vũ một nhát đó sao? Em mà không ăn kiếm đó của hắn thì anh bây giờ lấy đâu ra vợ hả? Lại đau rồi hả? Bị em đánh đấy. Anh vẫn chưa nói với em vết sẹo này của anh vì sao mà có nữa. Đàn ông của Cố gia cứ đến 30 tuổi sẽ có một vết sẹo thế này. Rất khó giải thích. Nếu như em không tin, anh có thể đưa em đi xem thử vết của ông nội. Vô lễ. Tuyết Cầm, anh sẽ yêu em suốt đời. Trùng hợp thật, em cũng vậy.